Hôm nay là chuẩn bị cái lễ ăn vì hương linh anh em đồ cổ tại thôn Thị Ông. Đây là võ đình tộc để tam phái để nhất chi, từ tôn là võ đình hồi ở phía đầu này. Lễ tổng quái Tây Uế ăn vì tổ tiên ở nhà thờ mới, gần như là lễ khánh thành. Đây là bước chuẩn bị cho cái lễ Tây Uế tổng mộc, hay gọi là lễ tổng mộc tổng quái Tây Uế. Là nguyên tắc là phải đặt giữa hiên và đặt xoay mặt ra. Lễ này sẽ có mấy bộ đồ, hai bộ đồ lộ băng lộ bốc và bộ đồ cho cụ thiên huyền nữ. Về đây là không làm được, dân ở đây không làm được cái bộ đồ kia. Người miền Trung có quan niệm là đức cụ thiên huyền nữ là người sáng tạo ra cái ngôi nhà trò của người Việt, và cái kích thước để dùng làm nhà đó thì do hai ông là gọi là lộ băng lộ bốc. Ngạc nhiên là lộ băng lộ bốc được cho là người Tàu, nhưng mà mồ thì tán tại Campuchia, đền để thiên để thiết ăn cô thâm ăn cô vát tại Campuchia. Có thờ thì có thiêng, có kiêng, có lành. Thờ là thờ nguồn cội, cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông, là quan niệm bất di bất dịch nhiều ngàn năm của người Việt. Ba ông áo có đây, hơn ba ông này. Dùng một. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trung ương mai địa ngục chủ dạ quỷ chi danh,
vô thường quỷ sứ linh quang, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành ngũ khí biến vi ngũ quỷ tạp bói thần quang, phổ cập ngũ phương nam ta nữ quỷ thật tinh cốt khí kim truy thiết trường, phụ việc đau thương tật cốc quả hình, phục thi cổ khí thổ mộc pha tinh, lý mị vọng lường tróc phược gia khảo, đạo tu hung khí hiệu tự nam thương, hung thần đằng chúng thịnh phỏ bộ viên thượng kỳ vị lê, vạn hồi dương châu đại địa tổng quy hại ngoại ngao du, bất đắc khôi cổ ẩn nặc gia trung yêu cầu tế từ, cùng sắp Như Lai pháp thừa văn tràng thích tự niêm phù an cận, cận tràng tuệ tài căn tỷ niêm bác nguyệt sơ thất nhật, bộ trí kiên thành phân hướng thường tràng trước tự lệ nhị bái. Phấn vi cúng dường nam mô ta và đà tăng ai đà bài lô y đề an tam bất lai tam bất lai nam mô tăng bằng tài lai lô y đề an tam bất lai tam bất lai nam mô tăng bằng tài ai đà bài lô y đề an tam bất lai tam bất lai nam mô tu đô y giai lâm tăng ai thế giai lâm điện tài an tu đô tam tuần tự hiện ra trong sự dị viên dung, kình dùng sở chương kim ngân tiên tiểu bạch chi các hàng trường băng hoa hoa Di Đà Phật. Lễ khởi tại Uế tổng quái đã xong, bây giờ là lễ nghinh tổ tiên về để ăn về nơi từ đường mới.
Thầy đi mau quá. Chú Hương. Hai dốc. Bốn dốc, hai ngang. À, Hoài Đức Đường à. Đường hai người ra mà bình thân quê tôi gọi một trong lượng được đầu xưng phụng vì cung tiền để cụ thể hiện tăng tổ khảo thái nguyên quận võ đinh trấn đại lãng tình ba nguyên phổi chánh thất nguyện thì vẹn tư nương kể phổi hô thì phải tư nương thử phổi lễ thì tư tư nương trắc thất nguyện thì em tư nương chi tôn linh thường cung thịnh hà đề dân thường từ đề cụ thể nhi chỉ đề thập ngũ thể hiện liệt tăng tổ khảo tị ba thúc cô ba lịch thể ba thúc khảo tị cô nương thân tông huynh đệ tị muội nam nữ tự điệt tôn hàng hậu vì vô danh hậu danh vô vị huyết sạo tạo thương hương hồn liệt vì nhất thiết đông phổ hề nam nữ quả cổ hướng linh lai đạo từ đường y duyên thịnh toàn thiết mộc
Tùng Căn Trường Thị Từ Nguyễn Lưu Tường Tổ Đức Dị Sinh Thanh Cổ Thần Chúng Nhi Truy Viện Tư Lâm Tư Đường Kiến Tạo Sự Dị Hoàng Thanh Cung Hành Khánh Tháng Lạc Thanh An Vị Thịnh Linh Lai Đạo Tư Đường Y Diên Thịnh Tòa Tạ Thiệt Phương Diên Kiên Trường Thuyên Hoa Pháp Lực Minh Gia Tuyên Văn Điệp Đập Thân Kiên Cao Duy Nguyện Hướng Linh Siêu Đồ Tạo Đăng Tây Bức Tiêu Diêu Dương Quyền Bình Yên Cộng Hưởng Nam Sang Phụ Thọ Tu Chỉ Điệp Dạ Hữu Điệp Thịnh Phùng Vị Tiên Linh Đảng Tiên Giang Nạp Tuệ Tài Thanh Tỷ Niên Bạc Nhược Sở Thức Nhược Thân Thượng Điệp Trước Tổ Lễ Nhị Bái thường nguyện tài ăn tiền bài bình thân sanh sanh không không bụng đồng duyên sanh tử na năng một bàn biên phiên thân đạp trước bồ đề lô cử bồ truyền đăng cực lạc thiên cung thịnh các bài vì chư hương linh từ vũ tư dạng đạo rư a di đà phật nam mô tiếp mi dạng đạo rư a di đà phật nam mô tiếp mi dạng đạo rư a di đà phật tiếp mi dẫn nề đạo sư a thầy qua bên kia đâu a để từ đi theo sau gặp thầy nào tiếp mi dẫn nề đạo a di đà phật nề a di đà phật nề nam mô tiếp mi dẫn nề đạo mời tiếp mê dẫn đạo sư đà phật tiếp dẫn đạo sư a di đà phật tiếp dẫn đạo a di đà phật nam mô tiếp dẫn nam mô nam mô tiếp bên này bên này a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô tiếp mi dẫn đạo sư a di đà phật nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật nam mô đạo sư a di đà phật nam mô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quỳ xuống. Đạo Phật lễ xong, giờ đợi tí là mình sẽ làm lễ ăn lên cùng cơm. Phù đây. Phù. Thiên đạ tà tín tốc khứ là diệt yêu quái thiên tiêu. Phù đây, phù mình trung này. Cái phù này hồi nãy thầy có giáo đọc ở trong sở hả, trong tổng khoái hả? Thiên băng địa băng, ngã băng, thiên băng địa liệt, ngã băng ngã liệt. Đây là giai đoạn giãn phù. Phù này là phù chuẩn đề, Phật giáo này là phù chuẩn đề. Yeah.